Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và hôm nay thì vườn mai của chị Thu ha tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép giống siêu bông Sài Gòn nè, giống của chú Sáu Bình Dương cô chú anh chị ha. Thọ hương độc biến lá cẩm thạch cô chú anh chị ha. Và hôm nay mức giá cũng khá là hữu nghị, thì mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn chị Thu nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn chị Thu để chị Thu chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi em chào chị ơi. Dạ, rồi hôm nay quay trở lại kênh thì em cũng xin chào toàn thể cô chú anh chị em mình đang xem kênh nha. Thì số điện thoại Zalo của em là 0383310711, số Zalo của em luôn nha. Rồi thì em xin vào cây đầu clip luôn là cây 31B, là một cây siêu bông Sài Gòn ạ. Rồi. Hoành thân 16. Rồi. Tán ngang 63. Chiều cao là 80. Rồi một cây này. Rồi một cây này thì em xin giao lưu là 400 bao ship ạ. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 32 là một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Rồi. Cái này cái tàn cũng khá luôn ha. Quỳnh thân 14. Rồi, kho già nha. Cán ngang 54. Chiều cao 81. Và cây này thì em xin giao lưu 450 bao ship ạ. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 33 là siêu bông Sài Gòn luôn ạ. Rồi. Bo già thôi cô chú anh chị ha. Quạnh thân 14. Rồi. Tán ngang 70. Chiều cao là 68. Rồi cây này thì em xin giao lưu 400 bao ship ạ. Rồi, đợi cây luôn ha. 34 luôn. Rồi, tiếp theo mã số. Rồi, tiếp theo mã số 34 là siêu bông Sài Gòn luôn ạ. Rồi. Đông số luôn hả chị. Cây này tàn cũng khá tròn luôn cô chú anh chị ha. Quạnh thân 14 nè. Rồi. Tán ngang 55. Chiều cao 56. Rồi cây này thì em xin giao lưu 350 bao ship ạ. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 35 là Sài Gòn luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây nào bo cũng già ha. Nếu cô chú anh chị nào lấy bo là lấy bo liền ok ha. Hoành thân 15. Rồi. Tán ngang 55. Chiều cao 68. Rồi, cây này thì em xin giao lưu 400 bao ship. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 36 là thọ hương lá cẩm thạch nha. Rồi. Rồi, cái tàn khủng khiếp cái tàn ha. Có đế luôn nha cô chú anh chị. Quanh thân 13. Rồi. Tán ngang 61. Cao 62. Rồi, cây này thì em xin giao lưu là 450. Đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo mã số 37 là cây siêu bông Sài Gòn. Rồi. Quanh thân 14. Tán ngang 73. Chiều cao 63. Rồi cây này thì em xin giao lưu 400 bao ship ạ. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 38 là cây siêu bông Sài Gòn luôn ạ. Rồi, cây này cái tàn cũng khá luôn ha. Hoành thân 16. Bo già, giống của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Tán ngang 56. Chiều cao 70. Rồi cây này thì em xin giao lưu 400 bao ship ạ. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 39 là cây siêu bông Sài Gòn luôn ạ. Rồi. Cây này có đế luôn cô chú anh chị ha. Có tàn luôn nè. Hoành thân 13. Rồi. Tán ngang 62. Chiều cao 53. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 350 bao ship ạ. Rồi. Rồi thì cây này thì em xin báo giá lộn nha cô chú anh chị. Thì cây này là 300 bao ship nha. Rồi, 300 ngàn bao ship ha. Đợi cây. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo mã số 40 là cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Hoành thân 15. Rồi. Tán ngang 65. Chiều cao 76. Rồi cây này thì xin giao lưu là 300 bao ship ạ. Rồi, cây này nhà vườn thanh lý, chỉ lấy là tiền phôi thôi cô chú anh chị ha. Rồi, đợi cây. Rồi, mã số 41. Rồi, tiếp theo mã số 41 là siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân 13. Ngang 49. Cao 72. Rồi cây này thì em xin giao lưu 300 bao ship ạ. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 42 là cây siêu bông Sài Gòn luôn. Rồi, cây này cái tàn cũng khá luôn ha. Quạnh thân 15. Rồi. Tán ngang 56. Cao 79. Rồi, cây này thì em xin giao lưu 300 bao ship luôn ạ. Rồi, đợi cây ha. Rồi, cây này của clip luôn đúng không chị? Rồi, cây này thì cũng là cây của clip của em nha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em mình đã ủng hộ em những clip trước nha. Rồi, số điện thoại Zalo của em là 0383310711, dùng cho Zalo luôn ạ. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thu cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.